Mẹ cho tiền đấy, mình sẽ đi mua kẹo ăn. Mình ăn kẹo cao su cơ. Mẹ bảo rồi ăn kẹo cao su không được luôn. Mình cũng không bao giờ luôn cả. Nafa! Nafa! Chị đang ngồi đấy. Chị ăn gì đấy? Tiền này. Mẹ cho tiền đấy, chị đang định mua kẹo cao su ăn đấy. Chị có kẹo cao su mặt xấu, ăn kẹo cao su và thổ quả bóng to bùng ra. Cái gì đấy? Kẹo cao su mặt xấu. Có kẹo cao su mặt xấu á? Em bảo nhá. Có cái gì á? Ngon này, có cái gì á? Có cái gì á? Chua này. Có cái gì á? Buồn cười nhá. Có cả có kẹo cao su đấy á, chị chưa bao giờ ăn luôn. Ăn đi tiền này tí thì mình đi mua cái khác. Nhưng mà nó có giống như kẹo cao su bình thường không em? Wow, đây hả? Đây là kẹo cao su mặt xấu. Đúng là cao su mặt xấu luôn đấy, ăn nó chua như quả xấu ấy. Của chú cũng bị đúng không? À, chua lắm không? Em này cho em một tỷ đồng đúng không? Của em bị chua hả? Chua tụt lưỡi luôn ấy, chua hơn cả xấu, chua hơn cả mẹ. Sao mà nó chua thế? Bóc phải là chua. Đúng là cái mặt xấu đúng không? Của em cũng không xấu đúng không? Ôi trời ơi. Thế cái này thì sao? Chị ăn thử viên này nhá. Viên này chua lắm, không thể nhai tiếp được. Cái này ngọt. Mày nó có ba vị đúng không? Cái này là chua kinh điển, chua xấu xí luôn. À mà em nó hơi chua thôi đúng không? Cái này của chị Ngọc. Ôi trời, sao mà chị chả hên gì cả. Đó là cái kẹo này đúng à? Thành mặt xấu luôn. Ôi trời, nhưng mà kẹo cao su này hay mà. Ăn xong á cho mình ăn rất là nhiều cảm giác khác nhau đúng không? Ừ. Nhưng mà ăn hết rồi. Đi mua, có khác đi. Tiền đây rồi. Chứ là kẹo cao su này hay ấy. Ăn xong á chua nhất mặt luôn. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.